Veramanisikhapadang. Con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancasikapadani satukang katuang apamadena nityakalang samarakhitappang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mừng dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Amaphante, dạ xin vâng. Sile na sugatin yanti, sile na pukasambadan, sile na niputin yanti tasman, silang wiso thác dên. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dữ giới, được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thay. Nhà con xin ai sám hối cho Tam Bảo. U tam mang ghe na wan de hang pa da pang sung wa ru tam mang. Bhute yo khalito do so bhuto khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang thamman cha du vi thang varang. Thamme yo khalito do so thammo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang sang khang cha du vi tho tamang. Sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sirat minh mê bột thá sê thô thà rê bột tô cho đặc khí nê hoa mạng xê mộc gà la nô phù rà tô bí đà kà tế nhận bạch khí mê mà mạ à năn đô khí nà sà hoa cha tôn đi xà sà mạnh tà. Lô kà bà la chì in đá đê hoa sà phẩm mạ kà e tê sàng à nú phà quê nà sà bè phá gia u bạc đá hoa nê kà anh tá gà gia bì vi nà sàn tu hà xê. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu với mặt xá lợi Phật với trái kiền liên hầu hoặc là tăng tạng phương an nan bốn phương a la hàm thi. Màu hộ trì cả năm châu rủi ro tất lo Âu xin được tiêu diệt lát thú vị tô bởi nó hồ bồ tát xa chân e a rô bồ thú vị tô hồ bồi tha xa bế nhà tí phí xa thá lá tham bồ tát sa chân e ro ga thì ta hô hi sa hạ sa bê nha a ti phi te a tha la tha chu ta vru na a bồ tát sa
roga su sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang kata bang kiriyang mamaka ye na waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palam mai hang sa be pha ghi pha wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nha pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yung sa be lo kam ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nun nhang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân hậu ý của tôi đều tác thành trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên. Sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích những phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Khi đàn nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta dồ. Khi đàn quá tâm mê bù nhàng à sa quá khá dồ quá hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Nhân tâm mô Bụt Tha giá. Là vẫn còn thời gian, con xin đọc bài Đại Tâm Bác Ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu aniha hontu diha yuka hontu aroga hontu sampatti smicchantu sukhi attanam pariharantu dukkha patta channi dukkha phaya patta channi phaya soka patta channi soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy nhé. Chúng con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành mà con tạo được do sự để con đạo trì quy giới. Con xin hồi hướng đến chư thiền ngủ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam. Đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng, không biết Đức có mặt chiếc máy hay chưa. Nếu có cho con bàn tay tín hiệu sư thử mic sáng lúc truyền trao tâm quy ngũ giới là thấy mic sư nó nghe không rõ, 1010 rớt rồi nó lên âm thanh đứt quãng. Sư thử mic xem ngay bây giờ âm thanh liên lạc lại được hay chưa? Dạ, con xin xuống mic. Sa tu sa tu huỳnh chân ngộ. Huỳnh chân ngộ hôm nay sức khỏe không tốt. Trong lọc gân rồi cũng cố gắng và đạo chân ngộ. Chán thiệt à. Hết nghe nhưng mà thấy bài học kêu chắc thua. Một ba hai ba âm thanh kỳ vậy nè. Thấy bài học hả? Rồi thấy rồi, tốt rồi. Này, cố gắng mọi người còn sống như nào hết đó cầm bật.
Rahang Tathagato Lokottamo Sappagaro Hicchetthako Lokassasattha Janadhammako Vido Vanda Mahantan Narapu. Cái này giác cần, Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế này đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân luân thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ giá tá sát sát thu nô lô ca nóng mạnh thá sơ vi nà khá rù phù sát bà nhù bút thấp bà tí phù tí sanh nhá tô quần đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giá cần, pháp bảo với như ánh vàng, như la soi sáng, vẹt màng vô minh, phá tan, làm đạt chúng sinh, đầy dựng Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin hành lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sân khô, quý số thô, chú gá tá sá xà, quốc vô sích thà, chú ca mô, quốc rá thầm, má sích thá khô, niền đà, bá sân xà, đi á nà, đá rù, quá rù, hoành đà, má hành tầng, ná ra phù. Cái này giá cần, tăng của thiên văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanate yate che nasikha me e tuva thanang tasa bi anupa we nasaha sa ye nasachatu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 120. Alo, quý vị thấy rõ bài học ha? Bây giờ chúng ta bắt đầu. Phát rô pi pa sa ti ba bằng. Phát rô pi pa sa ti ba bằng. Phát rô pi pa sa ti ba bằng. Câu số 2. Ya wa phát rằng na bát chả ti. Ya wa phát rằng na bát chả ti. Và quá phát rằng nắp bắt chặt tí. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Phát rù bí bát sá tí bà bằng và quá phát rằng nắp bắt chặt tí. Phát rù bí bát sá tí bà bằng và quá phát rằng nắp bắt chặt tí. Phát rô vi ba sa ti ba bằng già quá phát rằng na bát chà ti. Câu 3, câu 4. Gia đà cha bát chà ti phát rằng. Gia đà cha bát chà ti phát rằng. Gia đà cha bát chà ti phát rằng. A tha phát rô phát ra ni bát sát ti. A tha phát rô phát ra ni bát sát ti. A tha phát rô phát ra ni bát sát ti. Ôn lại câu 3, câu 4. Gia đà cha bát cha ti phát rằng. A tha phát rô phát ra ni bát sát ti. Gia đà cha bát cha ti phát rằng. A tha phát rô phát ra ni bát sa ti. Gia đà cha bát cha ti phát rằng. A tha phát rô phát ra ni bát sa ti. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại ha. Phát đồ bí phát sa ti bà bằng già quá phát rằng. Na bát cha ti đà cha bát cha ti phát rằng. Na tha phát rồ phát ra ni bát sa ti.
Phát đồ ni ba sa ti ba bằng già quá phát rằng na ba cha ti gia đà cha ba cha ti phát rằng a tha phát đồ phát ra ni ba sa ti. Đọc lại. Phát đồ ni ba sa ti ba bằng già quá phát rằng na ba cha ti gia đà cha ba cha ti phát rằng a tha phát đồ phát ra ni ba sa ti. À, cuối câu số 2 nó là đoạn âm, cho nên quý vị muốn dừng lại chỗ nào cũng được hết, đừng có dừng lại cuối câu số 2. Nhưng mà khi đọc giọng kệ thì chúng ta phải đọc một lần hai câu. Và hai câu này để nương với nhau, nó tạo ra một cái âm điệu. Còn giọng kinh thì quý vị cứ đọc tự do, mệt nghỉ. Rồi Quỳnh Chân ổn, bỏ của trả lên người rồi, sức khỏe không được tốt ha. Rồi chạy ra lấy trấn chạy vô hả Quỳnh Chân ổn. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta đọc qua giọng kệ ha. Giọng kinh thì quý vị cứ đọc tự do, tức là tới chỗ nào trường âm thì quý vị cứ nghỉ. Hồi nãy con không nghe rõ. Hồi nãy không nghe rõ rồi mới chạy ra ha. Bây giờ chạy vô thì nghe có rõ chưa Huynh Chánh Ngộ? Alo. Rồi bây giờ chúng ta qua giọng kệ ha. Nghe rõ rồi, sao tu. Phát trô vi ba sa ti ba bằng và qua phát trăng na bát cha ti và na cha bát cha ti phát trăng na tháp ra ti vi ba bằng giả na cha bát cha tìm ngã vô phật ni bình giả tru san ti ba bằng giả na tìm giả na ti phật ngã tha phật tru phật ni bình hiền thấy lẽ khi thiện chưa chính khi thùi người hiền thấy là thiện thầy bà xin kim xin ba kim rồi xin mời ha. Dạ nam mô Bụt Tha Dạ nam mô Tham Ma Dạ nam mô Sang Kha Dạ. Cảm ơn cô Kim Nhung, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính lễ Sư Chơn Tịnh cùng Chư Tôn Đức, và con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu Pháp Cú 120. Phát rô bi ba sa ti ba bằng gia hoa phát rằng na bát cha ti gia đà cha bát cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát sa ti. Băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, quá đoạn âm, phát trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, bắt trường âm nhấn, cha tí đoạn âm, phát
rô bi bát sa ti ba bằng già quá phát rằng na bát chát ti. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Giá đoạn âm đa trường âm thông thường, chá đoạn âm bắt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, phát trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá hai đoạn âm, phát trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, phát trường âm nhấn, ra trường âm thông thường, ní đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, giá đa chá bắt chá tí phát răng á tha phát rô phát ra ni bát sa tí. Dạ, đọc lại cả bài. Phát rô bi bát sa tí ba bằng già quá phát răng na bát chá tí giá đa chá bắt chá tí phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát sa ti phát rô bi bát sa ti ba bằng già quá phát rằng a bát cha ti và đà cha bát cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát sa ti người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phật rô bi bát xà ti ba băng giả qua phát răng nà bạc cha ti giả đà cha bạc cha ti phát răng a tha phát rô phát ra ni bát sa ti. Và con đã đọc xong và kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính mời quý vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Trơn Tịnh, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị trong đạo tràng. Quý vị nghe âm thanh tôi rõ không? Hồi nãy có một hồi tôi không nghe được câu meta đọc, thành ra tôi phải chạy chạy vô đọc thí dục cho nó hiểu. Dạ, bây giờ quý vị nghe rõ được không? Nghe rõ và liên tục đúng không? Không có trục trặc gì phải không? Ơi, mô Phật, mô Phật. Sáng thì nghe sư có cà giật. Âm thanh của sư nghe thì rõ rất lớn, nhưng mà nó không có liên tục, nó cà giật rộn hồi, nó chết ngắt luôn mà. Sao nữa? Cái máy của sư, cái đường truyền của sư. Không ý kiến, không có ý kiến gì hết trơn, hết trội hết trơn á. Còn học nghe rõ là mai mức lắm rồi. Thôi để con bị trả bài, con có việc phải cần làm á. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 120. Nói túm lại quý vị nghe rõ ràng và liên tục ha. Vậy là tốt rồi đó. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 120. Tha gồ phi phát sa ti pa phành già quá pha rằng na phát cha ti gia đà cha phát cha ti pa rằng a cha pha gồ pha ra ni phát sa ti. Tha gồ phi phát sa ti pa phành già quá pha rằng na phát cha ti gia đà cha phát cha ti pa rằng a cha pha gồ pha ra ni phát sa ti. Ai đọc lại lần nữa cho chắc anh chạy ra chạy vô mệt quá. Tha gồ phi phát sa ti pa phằng già quá pha rằng na phát cha ti gia đà cha phát cha ti pa rằng a sa pa gồ pha ra ni phát sa ti. Phân tích câu 1 và câu 2. Tha trường âm nhắn, gồ trường âm thông thường, thi bí đoạn âm, phát trường âm nhắn, xá tí hai đoạn âm, ta trường âm thông thường phân. Đọc theo câu số 2, gia trường âm thông thường, quá đoạn âm, tha trường âm nhắn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, tha trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm.
đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Pha gồ phi pha sa ti pha phàng già quá pha rằng na pha cha ti gia đà cha pha cha ti pha rằng a tha pha gồ pha ra ni pha sa ti. Phân tích câu số 3, giá đoạn âm đa trường âm thông thường, giá đoạn âm pha trường âm nhắn chá ký, hai đoạn âm pha trường âm nhắn răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câu cúng cụi hai câu cuối cùng. Á thá hai đoạn âm phá, trường âm nhắn cro, trường âm thông thường. Á trường âm nhắn gra, trường âm thông thường. Ní đoạn âm phát, trường âm nhắn xá tí, hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và trà kệ. Gia đà cha phát cha ti pha rằng ác tha pha gồ pha ra ni pha sa ti pha gồ phi pha sa ti pha thằng già quá pha rằng na pha cha ti gia đà cha phát cha ti pha rằng ác tha pha gồ pha ra ni pha sa ti pha gồ phi pha sa ti pha thằng già quá pha rằng na pha cha ti gia đà cha phát cha ti pha rằng ác tha pha gồ pha ra ni phát sa ti tha go pi phát sa ti tha phăng ya wa pha răng na phát cha ti ya da cha phát cha ti pha răng ác sa pha go pha da ni phát sa ti tha go pi phát sa ti tha phăng ya wa pha răng na phát cha ti ya da cha phát cha ti pha răng Aro para nipasati. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú số 120. Theta đâu rồi? Theta, một cái giữa tay giữa chân, ba cái giữa tay giữa chân. Sư, quý vị thấy tôi đọc có gì sai không? Cho biết ha. Con xin cảm ơn sư, các cô tu nữ và quý vị đã cho bông hoa nước uống rồi kem mụn lum hết, nhất là vỗ tay vỗ chân nữa. Thôi bây giờ có công chuyện rồi. Xin trả máy lại. Chúc quý vị an vui, may mắn và xin nhường máy lại cho người nào cũng không biết nữa. Chạy ra chạy vô phát hùng luôn rồi. Alo, 123 123. Sư Kim nghe rõ không? Còn đó hay là bỏ chạy rồi? Alo, có ai nghe rõ không? Sư Hồng Mai nghe rõ này, Sư Kim cũng nghe rõ. Rồi, nghe rõ thì ở chỗ này nè. Chữ hiền, người hiền, chữ thiện. Thì ở đây, chữ phát rô, phát đờ rô. Nhưng mà chữ đờ rô đó thì chúng ta đọc nhanh một chút. Phát rô. Phát rô chứ không phải như là chiếc kim đọc thành ra phá. Chữ phát rô. Phát răng. Phát ra. Ví dụ câu cuối nè. A tha phát rô phát ra ni phát sa ti. Thì như vậy chiếc kim chỗ này chắc vì công việc bị chi phối nhiều quá, cho nên đọc chữ phát thành ra chữ phá. Mình nếu mà đọc chữ phá, nó là một đoạn âm, đây là một trường âm nhấn. Chữ D này nó nằm ở giữa, cho nên chúng ta ăn gian phát đờ ra, phát đờ rô ha. Nhưng mà chữ đờ rô đờ ra đó thì chúng ta đọc nhanh chút, phát rô phát ra ni bát sa tí. Ví dụ câu cuối ha. Atha phát rô phát ra ni bát sa tí. Thì chúng ta đọc chữ phát đó, kéo dài ra, chứ không phải đọc nghe rõ quá thành là chữ phá. Xin Kim chú ý này ha. Rồi, xa thủ, âm thanh tốt. Rồi, xin mời chị Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ,
Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn số 120 ạ. Phát rô bi ba sa ti ba bằng gia qua phát rằng na ba cha ti gia đà cha ba cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni ba sa ti. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích. Pháp là trường âm nhấn, rô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, pa là trường âm thông thường, păng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá tí là đoạn âm. Phát rô bi pa sa ti pa bằng gia qua phát rằng na ba cha ti. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, rô là trường âm thông thường, phát là trường âm nhấn, ra là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Gia đà cha ba cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni pa sa ti. Phát rô bi pa sa ti pa pa gia qua phát rằng na pa cha ti gia đà cha ba cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni pa sa ti. Phật rô bi pa sa ti pa băng gia qua phát răng na bách cha ti gia đa cha bách cha ti phát răng a tha phát rô phát ra ni pa sa ti. Phát rô bi pa sa ti pa băng gia qua phát răng na bách cha ti gia đa cha bách cha ti phát răng a tha phát rô phát ra ni pa sa ti. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng ạ. Xin mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Kính lễ thầy Thích Chân Tịnh. Kính lễ cô tu nữ Trợ Duyên. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 120. Phát rô bi pa sa ti pa bằng gia qua phát rằng la pat cha ti gia đà cha pat cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni pa sa ti. Phát rô bi pa sa ti pa bằng gia qua phát rằng la pat cha ti gia đà cha pat cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni pa sa ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Phát là trường âm nhấn, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá, tí hai đoạn âm, pa là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phát trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, tách trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Phát rô bi pa sa ti pa bằng gia qua phát rằng na pat cha ti. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, chá đoạn âm, tách là trường âm nhấn,
chá tí hai đoạn âm phát một trường âm nhấn răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á thá hai đoạn âm phát trường âm nhấn rô trường âm thông thường, phát trường âm nhấn ra là trường âm thông thường. Ní đoạn âm pass trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Ya da cha pat cha ti phát rằng át tha phát rô phát ra ní pass sa tí. Dạ con xin sắp hóa, xin đọc lại. Ya da cha pat cha ti phát rằng át tha phát rô phát ra ní pass sa tí. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 120. Phát rô bi pass sa tí pa tăng ya qua phát rằng na pat chati yada chapat chati satrang athasatro phatra nipassati. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp được chín mùi. Người hiền thấy là thiện, đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Satro pipasa pipatang yawa satrang napanchati yada cha pancha pisatrang apa satro patra nipasate patro pipasati patang yawa satrang napanchate yada cha pancha pisatrang apa satro patra nipasate. Dạ con đã đọc công thức và kệ xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉ sửa giùm. Dạ kính thưa ân sư trí đức. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, thầy Thích Chơn Tịnh, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hình như con thấy có Nick làm gì đây đưa bàn tay, nhưng mà nãy giờ không có cầm mic, chắc là bị kẹt bàn tay. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 120 ngày hôm nay ạ. Dạ chắc để con kéo bài xuống. Phát rô bi bát sa ti ba bằng già qua phát rằng na bát cha ti gia đà cha bát cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát sa ti. Phát rô bi bát sa ti ba bằng già qua phát rằng na bát cha ti gia đà cha bát cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát sa ti. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Phát rô bi bát sa ti ba bằng già quá phát rằng na bát cha ti. Phát là trường âm nhấn, rô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Phát rô bi bát sa ti ba bằng già quá phát rằng na bát chá tí. Và câu số 3 và câu số 4. Gia đà cha bát chá tí phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát sa tí. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, rô là trường âm thông thường, phát là trường âm nhấn, ra là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Gia đà cha bát cha tí phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát sa tí. Dạ con xin đọc lại ạ.
phát rồ bi bát sa ti bà bằng già qua phát rằng na bát cha ti gia đà cha bát cha ti phát rằng a tha phát rồ phát ra ni bát sa ti. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi người hiền thấy là thiện. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phát rô bi ba sa ti ba bằng gia wa phát răng na bát cha ti. Gia đa cha bát cha ti phát răng a tha phát rô phát ra ni bát sa ti. Phát rô bi ba sa ti ba bằng gia wa phát răng na bát cha ti. Ya da cha bát cha ti phan rằng a tha phan ro phan ra ni bát sa ti. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin mời Nick Sky Phong ạ. Dạ, alo, alo, 1234, 1234, đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên không ạ? Dạ, cảm ơn Quang Thanh Hồng Mai. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Thầy Trương Tịnh, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, cô Phúc Hạnh, và kính chào đạo tràng. Dạ xin phép dì Phong á là tự nhiên xin ôn bài trước rồi dạ cảm ơn Văn Nhật Hà đã phát bài. Dạ bây giờ tự nhiên xin phân tích và đọc kinh Pháp Cú số 120. Phát rô pi pa sa ti pa bằng ya quá phát răng nắp bát chati yada chapat chati patrang athapat ro patra nipat chati pat ro pipat pat ro pipat sati papang ya wapatrang napat chati yada chapat chati patrang athapat Rô phát ra nipát cha tí. Phát trường âm nhấn. Rô trường âm thông thường. Tí đoạn âm. Phát trường âm nhấn. Xá tí hai đoạn âm. Pa trường âm thông thường. Băng trường âm giọng nguyên âm. Gia trường âm thông thường. Quá đoạn âm. Phát trường âm nhấn, răng trường âm giọng nguyên âm, ná đoạn âm, bắt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, gia giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, chá đoạn âm,
bát trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, phát trường âm nhấn, răng trường âm giọng nguyên âm. Đoạn 4, á thá hai đoạn âm, phát trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, phát trường âm nhấn, ra trường âm thông thường, ní đoạn âm, phát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Phát rô bí bát xá tí bà bằng già quá phát rằng chá bát chá tí na bát chá tí giác đà chá bát chá tí phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát chá tí ni bát xá tí. Phát rô bí bát xá tí bà băng gia qua phát răng na bát chá tí. Gia đa chá bát chá tí phát răng a tha phát rô phát ra ni bát chá tí. Người hiền thấy là người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tuy nhiên đã phân tích và đọc bài, nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của pháp nguồn Lào Cai. Dạ, kính mời pháp nguồn Lào Cai ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ thầy Trần Tính, con kính đảnh lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Con xin chào toàn thể đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin được kể và phân tích câu 120 ạ. Đã, con cảm ơn cô. Phát rô bí bát xá tí bà bằng gia quá bát răng na bát chá tí gia đà chá bát chá tí phá răng át tha bát rô phá rà bát rà ni bát xá tí. Phát rô bí bát xá tí bà bằng gia quá bát rằng na bác chát ti ya đà cha bác chát ti pha rằng át tha bát rồ bát rà ni bát sát ti. Dạ, con xin được phân tích câu 1 câu 2. Bát là trường âm nhấn, rô là trường âm thông thường, pí là đoạn âm, pát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pát rô pí pát sa tí bà băng. Con xin phân tích câu 2 ạ. Ya là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Ya wa bát răng na bát cha ti. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Bát rô pi bát sa ti bà bằng ya wa bát rằng na bát cha ti. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm,
pat là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yada cha bách cha ti pa rằng pat rằng. Con xin đọc phân tích câu 4. Á là đoạn âm, thá là đoạn âm, pat là trường âm nhấn, do là trường âm thông thường, pat là trường âm nhấn, ra là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Apat tha ro tha ra, apat tha ro pat ra ni pasati. Con xin đọc cả bài ạ. Pat pat ro pi pasati pa pang ra qua pas rằng na pak chati. Yada cha pak chati pa rằng atha pat ro pa ra ni pasati. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, đã con xin kệ ạ. Paropi pasati pahapang yawa padang na panchati yada cha pachati panrang athaparo paranipasati paropi pasati pahapang yawa padang na pachati yada cha pachati panrang athaparo paranipasati. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, dạ con đã kệ và đọc xong, có gì sai mong ngài chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin được xuống mic ạ. Dạ mời bạn Phong ạ. Dạ con thay bạn Phong giơ tay ạ. Mời cô Hạnh dạ con Phong. Mọi người nghe không ạ? Ai hướng dẫn? Cầm mic đi. Rồi mọi người nghe rồi hả? Rồi, con xin dạ, con xin kính lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, thầy sư phụ
quý cô tu nữ xin kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và kính chính chào toàn thể chàng ạ. Ủa sao kỳ nhỉ? Con đang hô mic mà. Con đang hô mic mà. Dạ. Yeah. Ủa sao kỳ nhỉ? Dạ 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 con thử. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Dạ 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 dạ. Dạ giờ xin lỗi có nghe rõ chưa ạ? Xin lỗi mọi người tại vì lần đầu tiên mình dạ. Phá trô pi pa sa ti pa bằng phá là trường âm, nhấn trô là âm thường, pi là đoạn âm, pa là trường âm nhấn, sa ti là đoạn âm, pa là trường âm thường, băng là trường âm thường, java là trường âm gia là trường âm thường, va là đoạn âm, ta phát trầm, pa là trường âm nhấn, trầm là đoạn âm, pa cha ti, pa là trường âm nhấn, cha ti là đoạn âm, ya da, ya là trường âm thường, da là đoạn âm, cha là đoạn âm là trường âm thường, bát bát là trường âm nhấn, chát tít là đoạn âm, phát trầm là phát là trường âm nhấn, trầm là trường âm thường, át tha là hai đoạn âm, phát trô phát là trường âm nhấn, trô là trường âm thường, phát là trường âm, phát chân ni phát là trường âm thường, cha là trường phát là trường âm nhấn, phát cha là trường âm thường, ni là đoạn âm, phát sa tí phát là trường âm nhấn, sa tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại nguyên bài ạ. Phát trô pi phát sa tí ba bằng ya va trầm ya va phát trầm na phát cha tí ya da cha phát cha tí phát trầm tha phát trô phát trà ni phát sa ti. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là hiền thiện. Dạ con xin quý ngài quý cô rồi con xin đạo tràng chỉ dẫn lại con à, nếu mà có chỗ nào sai sót thì kính mong con được chỉ hướng đạo lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ cô tu nữ Mỹ Thúy, cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tệ Duyên. Kính lễ thầy Nhân Tính, kính chào đạo tràng ạ. Sáng nay con xin đọc câu pháp cú số 120 ạ.
Phát rô bi bát sát ti bà bằng già quá phát rằng nát bát cha ti gia đà. Cha bát cha ti phát bát. Cha bát cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát cha ti. Phát rô bi bát cha ti bà bằng già quá phát rằng nát bát cha ti. Phát là trường âm nhấn, rô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đoạn hai, gia là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Đoạn 3 và đoạn 4. Gia đà cha bát cha tí phát rằng a tha phát rồ phát ra ni bát cha tí. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn. Chá tí là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á thá là hai đoạn âm. Phát là trường âm nhấn, rô là trường âm thông thường, phát là trường âm nhấn, ra là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Phát rô bi bát chát, phát rô bi bát chát, xá tí bà bằng già quá phát rằng ná bát chát tí giá đà. Cha bát cha ti phát rằng a tha phát rồ phát ra ni bát cha ti. Phát rồ bi bát cha ti bà bằng già và phát rằng na bát cha ti gia đà. Cha bát cha ti phát rằng a tha phát rồ phát ra ni phát cha ti. Bát cha ti xá ti. Cho con đọc lại lần nữa. Phát rồ phi Phát rồ bi bát cha ti bà bằng già và bát rằng na bát cha ti gia đà. Cha bát cha ti phát rằng a tha phát rồ phát ra ni bát cha ti. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Pharobi ban sa ti ba bang ya va pharang na pa cha ti ya da cha ban cha ti pharang a tha pharo pharani ba sa ti. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đàn chỉnh sửa. Con xin xuống mic. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ con cảm ơn cô Mita cho con nghe tiếng hiện rõ. Dạ cảm ơn đạo tràng. Để lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Trơn Tịnh và con kính lễ Quý Sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Thí Ra Chát Ta Thê Rí. Và con kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú 120. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã bắt bài. Phát rồ bi bát bà bằng qua phát rằng na bách chát gia đà cha bách cha ti phát yang at phát rô phát ra ni bát sa ti. Phát rô bi bát sa ti bà bằng sa qua phát rằng na bách cha ti gia đà cha bách cha ti phát rằng at phát rô phát ra ni bát sa ti. Phân tích câu 1 và câu 2. Phát rô sa ti bà bằng ra qua phà bằng na bách cha ti nhấn
Rô là trường âm thông thường, bí đoạn âm, bát là trường âm ấn, xá, tí là hai đoạn âm, ba là âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ách là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm, phát rồ ba bát sa ti bà bằng gia hòa phát rằng na bát na bách chất. Đọc câu 3 và câu 4. Cha bách ti phát rằng atha phát rồ pha ra ni bát sa ti. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bách là trường âm, chá là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, á thá là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, rô là trường âm thông, vô là trường âm thông thường, phát là trường âm nhấn, ra là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, bát là âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Gia đà cha bách cha ti phát rằng a thát rô phát ra ni bát sa ti. Dạ con xin đọc vào toàn bài. Dạ con xin giảm hối. Rô bi sa ti bà bằng gia hoa phát rằng na ba cha ti gia đà cha bạch cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát sa ti. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín muồi, khi thiện nghiệp chín muồi, người hiền thấy là thiện. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con dịch kệ ạ. Phật rô bi bát sa ti ba bằng ra qua phát răng na bách cha ti ya đa cha bách cha ti phát răng at tha phát rô pha rát ni bát sa ti. Vat so bi bát sa sa ti ba băng ra qua phát răng na bách cha ti ya đa cha bách cha ti ba phát răng an tha phát ro phan ra ni bát sa ti. Dạ con đã đọc xong, con có sai. Mong Ngài Chí Đức và Đạo Tràng chỉnh rửa cho con. Dạ, con xin dùng mic. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật. Con kính đảnh lễ ân Đức Pháp. Con kính đảnh lễ ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 120. Phát rô bi bát sa ti bà bằng già quá phát rằng na bát sa ti gia đà cha bát sa ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát sa ti. Phát rô bi bát sa ti bà bằng già quá phát rằng na bát cha cha đà cha bát cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát sa ti. Và con xin phân tích câu 1, câu 2. Phát trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, bí đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, quá đoạn âm, phát trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, bát
trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm. Phát rô bí bát xá tí bà bằng già quá phát rằng ná bát chá tí. Và phần phân tích và đọc tiếp câu 3, câu 4. Giá là đoạn âm, ba trường âm thông thường, chá đoạn âm, bát trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, phát trường âm nhấn, răng trường âm, á thá đoạn âm, trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, phát trường âm nhấn, ba trường đoạn âm, trường nhấn, xá tí hai đoạn âm, phát rô bi bát xá tí bà bằng già quá phát rằng nát bát xá tí tí gia đà cha phát rằng a tha rô phát ra ni rô bằng già quá phát rằng na bát cha tì gia đà cha bát phát rằng a tha phát rô phát ra ni bát cha tì. Và con đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người thiện lại thấy là thiện. Và con đọc phân tích và kể xong. Còn có chỗ nào sai con kính xin quý sư với cô trung nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Và con xin dâng mít lại cho đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Đại Chúng Đức, quý sư quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con kính đảnh lễ thầy. Con xin phép được đọc. Phát rô thi phát sa ti pa bằng ya va phát rằng na phát cha ti ya đà cha phát cha ti phát rằng atha phát rô phát ra ni phát sa ti. Con xin phân tích câu 1 và 2. Phát rô phi phát sa ti pa bằng ya va phát rằng na phát cha ti. Phát trường âm nhẫn, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, phát trường âm nhẫn, xá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ya trường âm thông thường, quá đoạn âm, phát trường âm nhẫn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, phát giá đoạn âm, tí đoạn âm, phát rô, phát rô phi phát sa ti pa bằng ya quá phát rằng na phát cha ti. Câu 3 và 4. Ya đà cha phát cha ti phát rằng át tha phát rô phát ra ni phát sa ti. Giá đoạn âm, ya đa trường âm thông thường, chá đoạn âm, phát trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, phát trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thá hai đoạn âm, phát trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, phát đoạn trường âm nhấn, đa trường âm thông thường, ní đoạn âm, phát trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Ya đà cha phát cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni phát sa ti. Phát rô phi phát sa ti pa bằng ya va phát rằng na phát cha ti ya đà cha phát cha ti phát rằng a tha phát rô phát ra ni phát sa ti. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phan chu thi phan sa thi pa tham ya wa sa trang na phan cha thi ya da cha phan cha thi phan rang an tha phan chu phan ra ni pa sa thi phan chu thi phan sa thi pa tham ya wa sa trang na phan cha thi ya na cha phan cha thi phan rằng an tha phan ru phan ra ni phan cha
thì dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa xin cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mài, dạ, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, các Trí Tông Đức Tăng, con kính lễ Phật Ngữ và Đạo Tràng. Dạ, cái máy con không có biết con là người kế hay không, con không biết con có giật mic của ai, con xăm hối. Dạ. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú 120. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Phát trô bí bát sa ti bà bằng gia quá phá răng ná bát cha ti gia đà cha bát cha ti phá răng a tha phát rô phá ra ní bát sa ti. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người thiện hiền thấy là thiện. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đó, con xin phân tích. Phát trồ bí bát sa tí bà bằng, phát là trường âm nhấn, rồ trường âm thông thường, bí đoạn âm, bát trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phát trồ bí bát sa tí bà bằng, già quá phá rằng, ná bát chá tí, gia trường âm thông thường, quá đoạn âm, phát trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, bát trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Phát trồ bí bát sa tí bà bằng già quá phá răng, ná bát chá tí, gia đà chá bát chá tí phá răng, giá là đoạn âm, đa trường âm thông thường, chá đoạn âm, bát trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, phát trường âm răng, trường âm đập theo giọng nguyên âm. A tha pha rồ pha ra ni pa sa tí, a đoạn a tha hai đoạn âm, phá đoạn âm rồ nọc. Dạ con xin sám hối. A tha hai đoạn âm, phát trường âm nhấn, rô trường âm thông thường, phát trường âm nhấn, ra trường âm thông thường, ní đoạn âm, bass trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. A tha pha rô pha ra ni bass sa tí. Dạ con đọc lại. Pha rô bi bass sa tí pa bằng già quá pha rằng na bát chay ya da cha bát cha ti pha rằng a tha pha rồ pha rằng ni pa sa ti pha rồ bi pa sa ti pha a bằng ya wa pha rằng na bát cha ti ya da cha bát cha ti pha rằng a tha pha rồ pha ra ni pa cha ti. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin trở mất lại.
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ, xa thủ của tu nữ tuệ duyên, sĩ quan thanh, sức khỏe cũng chưa được ổn định ha, vẫn còn ho, cố gắng đi, bởi vì cái sức khỏe là quan trọng. Chúng ta còn những giây phút gặp nhau trong những hơi thở mong manh này, thì hãy biết trong hiện tại. Đó là một điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ khi gặp quý vị tại đạo tràng này. Xin chào huynh đạo huynh, lâu quá hôm nay mới gặp lại huynh đạo huynh. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vấn. Xong tự vấn chúng ta sẽ phân tích ha, sẽ nghe duyên sự rồi thảo luận về câu Phật ngôn này. Phát đồ vipassatibha bằng, phát đồ vipassatibha bằng. Câu này có ba từ nha. Phát đồ vipassati và ba bằng. Vậy thì ý nghĩa của những từ này như thế nào? Chữ phát đồ, phát đồ do cái từ phát ra. Phát ra nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga, và chữ phát ra này đứng làm chủ từ số ít, Bathama Ekavachana Vipatti, cho nên phát ra biến thành phát rô. Phát rô có nghĩa là người hiền, phát rô là người hiền. Rồi thêm chữ api ở phía sau, chữ api ở phía sau thì chữ bí này có ý nghĩa gì chắc quý vị biết rồi. Chữ bí có nghĩa là ngay cả, đây là một liên từ, ngay cả người hiền. Phát rồ bí là ngay cả người hiền. Rồi sao nữa? Passati. Passati đây là một động từ. Động từ passati do cái căn ngữ dis. Đây là một động từ số ít, có nghĩa là thấy. Thấy. Chúng ta thấy trong sự tu tập về thiền chỉ và thiền quán, thì thiền quán có cái từ vipassana. Chữ passana cũng do cái động từ passati này mà ra. Tức là tu để làm gì? Tu để mà thấy. Thấy cái ngũ uẩn của chúng ta, thấy cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp. Thấy về những cái gì mà danh và sắc của chúng ta có thì chúng ta phải thấy. Rồi. Rồi cái từ cuối phát răng ha. Chữ phát ấy, phát đồ vipassati ba bằng nhé, xin lỗi nha. Rồi từ cái này chạy qua cái kia cố đế. Chữ ba bằng do cái từ ba bá, ba bá. Và chữ ba bá này được chia theo đối cách số ít, đu tỷ gia quỷ phát tiêu quá trình á, cho nên ba bá biến thành ba bằng. Ba bằng có nghĩa là việc xấu, việc ác. Việc xấu, việc ác. Rồi bây giờ chúng ta thêm câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Câu số 2, gia quá phát trăng nó bắt chặt đi. Gia quá phát rằng nó bắt chặt tí. Câu này chúng ta thấy có bốn từ, ra quá là một, phát rằng là hai, nó là ba, bắt chặt tí là bốn. Chỉ gia quá, gia quá là khi nào? Chữ gia
Pháp khi nào? Pháp trăng. Pháp trăng là việc lành, việc tốt. Pháp trăng do từ phát ra. Phát ra là một danh từ trung tính ha. Arang tanabung sakalinga. Và phát trá này được chia theo đối cách số ít đu tỷ gia quỷ phát tỷ e cao quá trình A. Cho nên phát trá biến thành phát trăng. Phát trăng là việc lành, tốt. Rồi, chín á là không. Chín á là không. Rồi, bách trà tí. Chữ bách trà tí. Bách trà tí là động từ nấu ha. Bách trà tí là động từ nấu mà không nấu à, không nấu chín thì ở đây lại có ý nghĩa rằng phát rô vipassatipa bằng vào quá phát rằng nó bách trà tí. Người hành thiện cũng gặp điều xấu khi nào việc thiện chưa được kiến mùi. Na bát chà tí là chưa được kiến mùi. Chỉ nấu bát chà tí, động từ này động từ nấu, nhưng mà có chữ ná ở phía trước thì nó là có ý nghĩa là chưa được kiến mùi. Na bát chà tí. Vậy thì câu 1, câu 2. Phát trù vipassatipa bằng vào quá phát rằng na bát chà tí. Người hành thiện cũng gặp điều xấu khi nào việc thiện chưa được chín mùi. Bát chà tí chứ, có chữ tí mới là động từ. Nấu mà không có chữ tí hay sao, rồi sao mà thành ra động từ được. Bát chá là khác. Bát chà tí mới là động từ nấu, động từ số ít. Như vậy thì hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Người hành thiện cũng gặp điều xấu khi nào việc thiện chưa được chín mùi. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Khi nào việc thiện chưa được chín mùi. Rồi, xà thú, xà thú. Bây giờ chúng ta qua câu 3 ha. Gia đà chấp bách cha ti phát rằng. Gia đà chấp bách cha ti phát rằng. Chữ gia đà. Chữ gia đà cho đến khi. Cha là và. Gia đà cha và cho đến khi. Rồi, bát chà tí là chín mùi. Chín mùi. Chín mùi cái gì? Phát trăng. Phát trăng là việc. Việc thiện á. Cho đến khi việc thiện được chín mùi. Cho đến khi việc thiện được chín mùi ha. Chữ phát trăng là việc thiện. Và câu cuối cùng. Atha phát trù phát trà ni bát sà ti. Atha phát trù phát trà ni bát sà ti. Thì cái từ câu cuối cùng ha, câu cuối cùng Atha. Atha có nghĩa là khi ấy, lúc ấy. Khi ấy chữ Atha. Rồi chữ phát rô. Phát rô là người làm việc thiện ha. Rồi.
sao nữa? Phát ra ni. Phát ra ni cũng do từ phát ra, nó là một danh từ trung tính ha. Akrantana pung sakalinga. Và phát ra ni ở đây nó được chia theo đối cách số nhiều. Đu tì gia quy phát tí và hú quá tà na. Cho nên phát ra biến thành phát ra ni, có nghĩa là điều tốt lành, việc lành. Điều tốt lành, việc lành, phát ra ni. Rồi, Pasati là thấy. Pasati là thấy hay là gặp. Pasati là thấy hay là gặp. Thì câu số 3, câu số 4, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Yada chấp bát chấp tí phát rằng ách thắp phát rô phát ra nít phát sạch tí. Hai câu này cho chúng ta ý nghĩa. Cho đến khi việc thiện được chín mùi, khi ấy người hành thiện gặp những điều tốt lành. Hoặc là khi ấy người hành thiện thấy những điều tốt lành. Câu 3, câu 4. Chết đà chấp bách chết tí phát trần ách thấp phát rô phát ra ni phát sà tí. Cho đến khi việc thiện được chín mùi, khi ấy người hành thiện gặp những điều đẹp. Vậy thì câu Phật ngôn 120 cho chúng ta ý nghĩa. Người hành thiện cũng gặp điều xấu khi nào việc thiện chưa được kiến mùi. Cho đến khi việc thiện được kiến mùi, khi ấy người hành thiện gặp những điều tốt đẹp. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát thế này. Người kia làm thiện lâu ngày vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền, đủ duyên quả tốt đến liền, an vui hạnh phúc, thiện hiền mến ưa. Người kia làm thiện lâu ngày vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền, đủ duyên quả tốt đến liền, an vui hạnh phúc, thiện hiền mến ưa. Đó là Ngài Hòa Thượng Giới Đức ha. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn với cái thể ngũ ngôn. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Trong phần tự vựng, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? Hôm nay, trong các diễn đọc, ấn tượng nhất là Huynh Phong ha. Huynh Phong rằng như vậy là thành công. Đầu tiên huyết rô lên đọc trôi giải. Và một câu chào trước khi mà rời micro ha. Quý vị còn nghe Huynh Phong chào sao? A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Để thấy rằng câu Phật ngôn 119 và câu Phật ngôn 120 tại sao? Cô tu nữ thì Rajita ha, hôm nay hoa lá cành nhiều quá ha, tặng bông, tặng hoa, tặng luôn cả cây nữa. Câu Phật ngôn 119, 120 cùng một duyên sự. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. 120, người thiện thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện được chín mùi, người hiền thấy là thiện. Ở đây cùng một câu chuyện ha, cùng một đối tượng.
Nhưng mà trên cái quan niệm của người ác họ nhìn khác, trên cái quan niệm của người thiện họ nhìn với cặp mắt khác. Cho nên hai câu Phật ngôn cùng xuất hiện, nhưng mà hướng về một đối tượng. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, Ngài đề cập đến một ông đại thí chủ rất là quan trọng đối với chùa Kỳ Viên, đó là ông Tháp Pindika. Tại sao? Tại vì cái ông này á, có ông này mới có chùa Kỳ Viên. Ông này dám lấy vàng ải ra trên mặt đất, chạy tới đầu thì lấy đất tới đó. Mà đó là một cái vườn thượng uyển của Thái tử Kỳ Đà. Ông Kỳ Đà ông nói là ông không muốn bán, ông muốn bán vườn thượng uyển này. Khi mà ông cấp lao động tới mua thì ông ta mới nói cái ý, bây giờ ông trải vàng ra tới được bao nhiêu thì ông lấy cái lấy tới bấy nhiêu đó đi. Cái ý là muốn thách ông cấp lao động không có đủ vàng để trải, để lấy cái vườn thượng uyển của ông không? Bởi vì đó là một chỗ rất là đẹp, lý tưởng, cây cối, hoa quả rồi này kia, cái cảnh rất là nhàn cư độc tịnh ha. Nhưng mà khi mà thách như vậy thì ông cấp lao động muốn làm liền. Ông về ông lấy vàng đi trải muốn còn có một khoản nhỏ nữa là xong. Thì ông đứng ông suy nghĩ, Thái tử Kỳ Đà mới tới hỏi sao, ồ trải chừng đó vàng là hết rồi hay sao, hay là trải ra như vậy thấy tiếc hay sao mà đứng mà suy nghĩ gì nữa. Cái ông cấp lao động nói, ồ không phải đâu, tôi nghĩ đi lấy cái khó vàng nào gần nhất để mà trải chỗ này nè. Cái Thái tử Kỳ Đà mới hỏi, ủa ông làm gì mà ông gấp vậy, lấy cái cái vàng nóng dữ vậy, vàng nó đông quá trời quá đất này. Thì đọc đó, lấy kho vàng gần nhất trải ra ở đây để lấy trọn cái mảnh đất này, mục đích là làm một cái ngôi già lam, một ngôi chùa, một cái tỉnh Đức Phật và chư tăng để cư ngụ. Thầy Tư Kỳ Đà nghe nói, wow, hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Phật đối với chư tăng mà có một cái tấm lòng như vậy, không lo nghĩ gì cá nhân của mình, cái ông này niềm tin quá là tốt đẹp. Thì ông Thế Tỳ Kỳ Đà nói, được là khỏi cần trả vàng gì nữa, tôi cho hết thu gom vàng lại đi, tôi cho cái mảnh vườn này, nhưng mà với một điều kiện, phải để tên tôi trong đó nghe, tôi có trung hùng trong đó nữa, chứ không phải là coi như một mình ông không, tôi dâng cúng cái này, nhưng mà phải để tên tôi nghe. Ông khắp cổ đồng nói, được chứ, có gì đâu, nghe là phước thì mỗi người cùng tạo ra để mà hưởng chung như vậy thì quá tốt. Cho nên mới có cái tên là Kỳ Viên Tịnh Xá. Kỳ tức là Kỳ Đà, viên là cái vườn, tịnh xá là một cái nơi thanh tịnh để Đức Phật và chư tăng, hoặc là có một thời gian thì dùng cái từ chùa Kỳ Viên, nhưng mà thật sự là Chê Tá Quán Ná Quy Hà Ra. Quy Hà Ra là cái tịnh xá, còn cái nào mà Arama mới là chùa tự viện ha. Rồi. Dạ, vậy là nói sơ về ông cấp lao động là một đại thí chủ bên Nam, bên cận Sư Nam. Còn bà Visakha cũng là một đại thí chủ, nhưng mà bên nữ. Bà Visakha thì thành lập chùa Đông Phương Tự, ông cấp lao động thì thành lập ra cái chùa Kỳ Viên. Mà chùa Kỳ Viên này ai đứng ra xây dựng, ai đứng ra để mà đốc công, để mà chỉ huy, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Còn chùa Đông Phương của bà Visakha là Ngài Mục Kiền Liên. Rồi trở lại vấn đề, ông cấp cô độc bỏ ra 540 triệu đồng vàng để xây các cái ngôi đại tự Kỳ Viên.
và thỉnh Đức Phật ngự nơi đó. Hằng ngày ông đi lo ba lần phục vụ lớn, tức là trước khi đi thì ông hỏi ta phải mang theo cái gì khi đến chùa. Các vị sa di, các vị tỳ khưu trẻ sẽ nhìn vào tay của ta. Vì thế cho nên ông không bao giờ đi đến chùa với hai bàn tay trắng. Đi buổi sáng, ông cho người mang theo cháo. Đi sau buổi điểm tâm thì ông cho mang theo các thứ thuốc, các thứ nước như là sữa chua, sữa lỏng, xanh tô, thục tô, vân vân. Rồi đi vào buổi chiều thì ông cho mang theo tràng hoa, hương, thoa, vân vân. Mỗi ngày ông thường xuyên giữ giới và cúng dường như thế. Một thời gian sau, gia tài của ông bị khánh tặng. Những người sống bằng nghề buôn bán tự tay đã vay ông 180 triệu đồng mà không có chịu trả nợ cho ông. Rồi gia sản 180 triệu đồng vàng chôn ở bờ sông thì bị nước pháo vỡ con đê cuốn vào lòng biển cả. Thế là từ từ tài sản của ông bị khánh kiệt. Mặc dù bị sa sút như vậy nhưng mà ông vẫn đặt bát chai tăng, nhưng không thể cúng dường những vật thực ngon quý như xưa. Một hôm Đức Phật hỏi ông: này gia chủ, ông đã cúng dường tăng chúng chưa? Bạch ngài, con đã cúng dường đến chư tăng rồi, nhưng mà vật thực chỉ có cháo tấm và cải chua mà thôi. Đức Phật an ủi: này gia chủ, ông đừng lo. Cúng dường vật thực, ta cúng dường những cái thứ coi như thô kệch quá. Miễn là tâm của ông nghĩ là cúng dường vật thực cao quý đến các bậc thánh nhân, nhất là Đức Phật, thì sự cúng dường của ông không bao giờ thô kệch đâu. Vả lại, này gia chủ, ông đã được cúng dường đến những bậc thánh nhân, chính Như Lai trong khi làm vua Quê Lam á, ta đã cho dân chúng trong toàn cõi Diêm Phù Đề này nghỉ cả cài bừa trong cái ngày đại lễ của ta. Trong cái ngày đại thí, ta không có được một chút tam quy nào cả. Sự cúng dường đến các bậc đáng cúng dường thật là khó làm được như thế. Cho nên ông đừng có buồn, ta cúng dường vật thực khô kệch. Nói rồi Đức Phật thuyết về kinh Quê La Má cho ông Anathapindika nghe. Trong khi đó có một thiên nữ ở trong phòng bên cửa gác, không thể ở lại trong phòng khi mà Đức Thế Tôn và Chư Tăng đi vào nhà, vì uy lực của các ngài rất là lớn. Vị thiên nữ này mới nghĩ thầm: ta phải làm sao ly gián gia chủ này với các vị chư tăng này để họ khỏi đến cái nhà này. Lúc mà gia chủ còn quyền thế, ta không có nói gì được. Nhưng mà bây giờ ông ta sa sút, khánh tặng, nghèo khó, chắc chắn rằng ông ta sẽ nghe lời của ta. Và thế là ban đêm vị chư thiên đó vào trong tư phòng của ông cấp cô độc, lơ lửng trên hư không. Ông cấp cô độc thấy vị chư thiên mới hỏi: ai đứng đó? Này ông đại bảo hộ, ta là thiên nữ ngự nơi phòng gác cửa cổng thứ tư, đến để ban huấn từ cho ông đây. Có gì thì cứ nói đi. Này ông đại bảo hộ, vì ông không thể nhìn xa đến lúc chung cuộc, cho nên ông đã phung phí của cải rất là nhiều ở trong giáo pháp của Sa môn Gotama. Bây giờ đã sa sút rồi mà ông còn chưa có tỉnh ngộ. Nếu mà ông cứ làm như thế mãi thì vài hôm nữa ông sẽ không có cơm ăn áo mặc. Hãy từ việc hẳn Sa môn Gotama để bắt tay vào công việc xây dựng lại sản nghiệp của gia đình.
đó là lời huấn từ của thiên nữ ban cho ta, phải không? Dạ phải. Này, hãy đi đi. Dầu cho có 100, 1.000 hoặc là 100.000 người như cô cũng không có lay chuyển lòng của ta được. Lời cô nói không có thích hợp. Sao cô còn ở trong cái nhà của ta? Hãy đi cho khỏi nhà của ta ngay lập tức. Nghe lời quyết định của một vị thánh thinh văn đệ tử Phật, cô thiên nữ không thể đứng yên, phải dẫn con đi ra. Nhưng mà đi kiếm chỗ ở khác cũng không được. Cô mới nghĩ rằng ta phải đi sám hối với ông Ba Hộ và xin lại cái chỗ cũ này. Rồi cô đến ý kiến vị chư thiên trấn giữ cái thành phố. Cô không có thú nhận về việc mình đã làm, mà chỉ yêu cầu xin thiên tử đưa giùm tôi đến ý kiến ông Bá Hộ, xin ông Bá Hộ miễn thứ và xin cho tôi được ở lại chỗ cũ. Vị chư thiên nghe vậy từ chối, nói rằng lời cô Phân nghe không có thích hợp, ta không có mắc gì phải đi đến nhà ông Bá Hộ cả. Rồi cô thiên nữ này lại đến cầu viện Tứ Đại Thiên Vương, nhưng mà các ngài này cũng từ chối luôn. Sau cùng vị chư thiên này đến đánh lễ thiên vương để thích nhận cái lỗi lão vì tha thiết văn văn này. Tôi đừng, hiện giờ tôi không có nơi ngủ, mẹ con phải dắt nhau đi lang thang như thế này. Xin tôi có được một chỗ ở. Rồi Đức Vua Trời để thích nghĩ rằng ta sẽ nói lời gì với ông Bá Hộ mà bên bực bào chữa cho được hết. Ta một phương kế như thế này: xa thủ xin thiên giải đi, làm đã vay tiền của ông Độc, đòi cho đủ cái số tiền là 180 triệu đồng tiền vàng. Rồi ngươi dùng thần thông quét sạch cái khẩu bạc trống không đó, đổ đầy tiền vào đó. Còn một số tài sản là 180 triệu tiền đồng tiền vàng đây bị chìm sâu dưới biển lớn. Rồi ở một chỗ khác nữa có một của chôn vô chủ cũng là 180 triệu đồng tiền vàng. Hãy gom tất cả đổ đầy cái kho trống kia. Sau khi mà đổi công chuộc tội như thế rồi, hãy đến xin sám hối với ông cấp cô độc. Cái vị thiên nữ này mới đáp: xà thủ lành thay tâu thiên vương, cô đã làm đúng theo lời Đức Vua Trời Đế Thích chỉ dạy. Rồi đến phòng riêng của ông cấp cô độc, đứng trên không, tỏa hào quang sáng khắp cả phòng. Ngạc nhiên, ông cấp cô độc hỏi: ai đó? Nghe vậy thì vị chư thiên mới đáp: dạ thưa, tôi là thiên nữ cư ngụ tại cửa gác thứ tư. Vì mù quáng si mê đã nói lời xúc phạm đến ông, xin ông miễn thứ cho tôi. Tôi đã nghe lời chỉ dạy của Vua Trời Đế Thích, gom góp 540 triệu đồng tiền vàng chất đầy kho bạc trống không để chuộc tội. Xin ông hãy xét con mà cho tôi ở lại, không có chỗ trú ngụ, tôi khổ lắm ông ơi. Ông cấp cô độc nghĩ thầm: cái vị chư thiên này nói mình đã lấy công đền tội, tức là cô đã biết tự hối lỗi ăn năn. Ta hãy đưa cô ta đến ý kiến Đức Chánh Viễn Trì. Thế là ông cấp cô độc đưa vị chư thiên này đến ý kiến Đức Bổn Sư và thuật lại tất cả câu chuyện mà cô đã làm cho Đức Phật nghe. Cái vị chư thiên nữ này quỳ một dưới chân của Đức Phật: bạch Ngài, con vì mù quáng si mê không biết được ân đức của Ngài,
Có lỡ lời quấy ác xúc phạm đến Ngài, chứ Ngài hãy tha thứ cho con. Sau khi sám hối với Đức Phật, cô thiên nữ lại xin sám hối với ông cấp cô độc. Nhân dịp đó, Đức Phật ban huấn từ dạy cả ông bá hộ và cô chư thiên kia về cái quả báo dị thục của những hành động thiện và ác. Này giả chủ, trong đời này, lúc mà quả của nghiệp ác chưa chín mùi thì cả ác thấy là vui đẹp lắm. Nhưng mà đến khi quả ác đã trổ rồi, lúc bây giờ cả ác mới thấy là ác. Và lúc mà thiện quả chưa chín mùi, kẻ thiện còn thấy là ác. Nhưng mà đến khi quả thiện đã chín mùi, chừng ấy kẻ thiện mới thấy là thiện. Và Đức Phật đã thuyết lên hai câu Phật ngôn 119-120. Đưa lên câu Phật ngôn 120. Patro pipas satipa bằng già quá phát rằng nắp bát chát tí giá đà áp bát chát tí phát rằng áp tháp phát trù phát ra nếp bát sát tí. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Và khi hai câu Phật ngôn này chấm dứt, thì cô thiên nữ, các thánh quả Tu Đà Vận và những người nghe được hai câu Phật ngôn này cũng đều hưởng sự lợi ích do nghe pháp của Bậc Đạo Sư. Qua hai câu Phật ngôn đó, chúng ta thấy rằng bá hộ khi nghèo vẫn cúng tăng, khiến cô thiên nữ đến khuyên sẵn không nghe, còn đuổi cô đi lẹ, bế cả con thơ hết nói năng. Đế Thích khuyên cô lập đại công, quy hoàng tài sản chủ nhân ông, rồi xin sám hối về ngôi cũ. Thiên nữ vâng lời, mọi việc xong. Ông dắt cô đi lễ Phật Đà. Phật khuyên, người trí lánh điều tà, ác lai ác báo nhiều khi chậm, hậu quả bao giờ cũng xấu xa. Người trí cần nên hiểu chánh chơn, việc lành tuy thấy khó làm hơn, nhưng mà hậu quả là vui thú. Dầu hiện thời đây gặp tuổi hờn. Rồi, như vậy là câu Phật ngôn 119-120 quý vị đã nghe xong. Và khi nghe xong thì chúng ta sẽ thảo luận về câu Phật ngôn này ha. Rồi, ý kiến quý vị sao? Còn 15 phút nữa. Quý vị thấy câu Phật ngôn 119-120 ông cấp cô đọc ha, chứng đắc thánh quả khi nghe tin Đức Phật coi như xuất hiện ở thế gian, mà nghe đến cái tiếng Phật là ông cấp cô đọc tự nhiên thấy con người phỉ lạc phát sanh lên. Trong đêm tối ông đi tìm Đức Phật ngay, phải băng qua một cái nghĩa địa, bắt những khúc xương và tâm ông ta hướng về Đức Phật, thì ánh sáng lại xuất hiện để chỉ đường, dẫn đường cho ông đi đến chùa gặp Đức Phật. Và gặp Đức Phật là ông chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn ngay. Đó là một cái điều mà rất là hy hữu trong đêm khuya đi đến gặp Phật. Rồi, ông là một vị thánh Tu Đà Hoàn, tuy nhiên cái oai lực của ông á, dù đó là một vị chư thiên hả, nhưng mà chư thiên cũng là tạm trú ở trong nhà của ông ta, thì ông là chủ nhân mà ông cũng là một vị thánh nữa, cho nên đuổi vị chư thiên. Bởi vì đã là chư thiên mà còn suối ông là không tin Đức Phật, ông không chịu. Bởi vì ông không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ. Tức là hoài nghi ở đây không còn hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng.
đã có một cái niềm tin bất động như vậy, mà bây giờ có người xúi ông ta từ bỏ Đức Phật, thì ông ta đâu có chịu. Chư thiên cũng có con, chư thiên có thấp, trời ơi, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có anh khùng điên chứ. Âm dương cùng nhất lý, tức là trong cái cõi sống của chúng ta này, là cõi dục giới, thì những cái vị chư thiên này cũng giống như chúng ta thôi, nhưng mà họ sống sung sướng ở chúng ta một chút thôi. Cái phước họ là có thần thông bay nhảy rồi này kia, nhưng mà rồi khi mà cái phước họ hết, họ cũng xuống, và nhiều khi xuống còn tệ hơn chúng ta nữa, xuống thẳng trong bốn cảnh khổ. Hoặc là quý vị cứ nghĩ là ngài Moggallana từ ở dưới địa ngục ha, sinh lên làm người, rồi cái tu tập mà trở thành một cái vị thượng thủ thinh văn cánh tay trái của Đức Phật, thì chúng ta thấy luân hồi là một cái vấn đề đi lên và đi xuống, cõi khổ và cõi vui. Thì bây giờ trong cái cõi người, nhưng mà những vị chư thiên đó cũng ăn nhờ ở đậu nơi nhà uống cấp cô độc mà. Thì bây giờ coi như là bị uống cấp cô độc đuổi, thì phải dẫn con lên đường thôi. Rồi bây giờ quý vị thắc mắc gì khi mà nghe câu chuyện này? Con người cũng có một cái oai lực ha, nhất là những cái vị thánh Tu Đà Hoàn, chỉ cần đuổi cái lại vị chư thiên sách gói lên được liền. Mà bây giờ đi kiếm một cái chỗ để mà tạm trú, để mà sống qua ngày, chờ qua đời, thấy cũng khó khăn quá ha. Phải lên tới Đức Vua Trời Đế Thích. Đức Vua Trời Đế Thích hiến kế đoái công trục tội. Và nói chung cái vị chư thiên đó cũng có duyên gặp Đức Phật thuyết thực pháp, và vị này chứng đắc thánh quả luôn. Thì như vậy trong cái rủi có cái may, trong cái rủi có cái may. Và câu Phật con này thì chúng ta thấy rằng khi mà tạo thiện nghiệp, nhưng mà thiện nghiệp chưa trả quả, thì chúng ta nói trời ơi, tu quá trời quá đất vậy mà không thấy gì hết, mà tu càng khổ, mà người ta ở ác người ta lại sung sướng. Cái người ở ác họ thấy sung sướng khi cái ác nghiệp chưa trả quả, mà người làm thiện khi mà cái thiện nghiệp chưa trả quả thì là than thở, nó khổ vậy. Cái nhìn của ông cấp cô độc về thiện, còn cái nhìn của cái cô thiên nữ kia về ác. Cho nên hai câu Phật ngôn này xuất hiện để rồi Đức Phật ngài hóa giải, ngài giải thích cho thấy mình sống theo pháp, thì khi nó đến nó đi thì mình hãy nhìn vào nó để thấy rằng cái pháp đó như thế nào. Alo, hôm nay giới thiệu cô tu nữ Thi Rachita. Mời cô tu nữ Thi Rachita có đôi lời, nhất là khi vào cái room này qua câu Phật ngôn 120, thì cô tu nữ Thi Rachita có ý kiến thế nào? Alo, bàn tay năm ngón đưa lên đi, đưa bàn tay lên nha. Khi đó mới đưa cái mic một cách nhẹ nhàng, chứ còn không thì thả xuống mình chụp chưa kịp đâu. Rồi xin trời đất ơi, Huynh Giang Nhật Hà ơi, Huynh Chỉ sao mà nói cô này cô không biết đưa tay lên nữa. Có cô Kim không? Cô Kim ở đây hướng dẫn đưa tay, đừng có đưa chân nha cô Kim.
Alo, cô Kim đâu rồi? Hướng dẫn người ta cầm micro để sinh hoạt với đạo tràng chứ. Cô Kim Nhung cũng được. Rồi, hai người. Xin mời nha. Hướng dẫn cho người ta cầm micro nè. Hello, hello, con kính chào sư Chí Đức, sư Trơn Tịnh, các sư, còn không coi, không biết còn sư nào, các cô tu nữ và quý Phật tử. Quý vị, con nghe tiếng tôi rõ, con thấy cô rồi ạ, nghe rõ. Rồi sư, vấn đề là tại vì con không có dùng cái những cái danh từ mà ở bên Việt Nam đó, con không biết cái cô tu nữ thi đó quốc thái gì đó, thì cổ ở Việt Nam hay ở Mỹ? Tại vì con dùng thì cái cầm đất rất dễ. Cô thấy một hàng đó có nó cái mic của nó đó, nó giống như là không biết cái hình sao, cái hình cái mic đó, nó có cái hình như là cái hũ mà nó nghiêng nghiêng thì không phải. Rồi nó có cái hình giống như là zoom á, phải có cái hình mà nó đứng nhau giống như cái mic vậy đó, giống như cái tròn á, thì cô nhắn cho cái đó. Cô nhắn cho nhắn vào cái đó thì nó sẽ hiện lên cái joy quarter rồi vậy đó, thì cô rồi nó một có cái ba cái một cái dải dài vậy đó, thì nó màu xanh, cái cô đụng vô cái dải dài màu xanh đó, cô đụng đó, cô giữ đó, cô đừng có lấy ra, cô lift nó lên, tức là cô đụng rồi cô đẩy nó lên, chứ cô đừng có giở tay lên. Cô đụng, cô đẩy nó lên. Thì lúc mà cô đẩy nó lên, cái từ màu xanh nó biến ra màu đỏ. Rồi cô lấy ra. Như vậy là cô cầm mic được rồi đó. Ok. Có Giang Nhất Hạ làm nè. Ok. Vậy con xin trả máy lại để Giang Nhật Hạ, Giang Nhật Hạ chỉ đi ha. Dạ con cảm ơn. Dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ dạ lúc nãy con thấy cô thử được rồi đó cô. Cô vừa mới cầm mic á, lên á, thì con có nghe âm thanh đó, nhưng mà nếu mà cô làm lại giống như lúc nãy đó, là cô bấm vô thì nó đưa bàn tay lên đạo tràng, thấy bàn tay của cô đó, xong rồi khi mọi người vừa trả mic lại á, thì cô có thể cô cầm vô cái thanh màu xanh á, rồi cô nhấn vô trượt nhẹ lên, nếu mà cô dùng điện thoại thì cô sẽ khóa cái mic lại thì âm thanh sẽ được nghe liên tục. Còn nếu mà cô dùng máy laptop thì hình như là nó có cái ổ khóa bên cạnh á, thì cô bấm vô cái chỗ khóa thì đạo tràng sẽ nghe âm thanh của cô liên tục. Và con mời cô thử lại ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con thấy lúc nãy cô cũng bấm hơi hơi được rồi đó. Nhưng mà hình như là chưa có khóa cái mic lại. Nếu mà cô dùng computer đó thì cô có thể bấm vô cái khóa gần đó đó để nó lóc lại luôn thì đạo tràng mới nghe âm thanh liên tục được, chứ không á là cô thả ra là nó rớt mic lại à. Cho nên cô phải giữ vô, bấm vô khóa mới được. Dạ, con mời cô thử lại ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, hình như là cô bấm vô cái hình đó là cái hình camera là cô mở live. Còn cái mic là nó nằm kế gần bên đó. Nếu mà cô dùng phone á thì cái camera rồi cái mic nó nằm ở chính giữa là kế bên. Nó giống như hình cái ly kem đó. Cô có thể cô bấm vô cái đó thì nó hiện lên cái màu xanh để đưa tay lên đó. Xong rồi cô còn xuống mic thì cô có thể cô trượt lên nhẹ đó thì cô khóa mic lại thì cô có thể cô thử âm thanh được. Dạ, con mời cô thử lại ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? Ơi, xa tu, xa tu. Quân Gia Nhạc Hà. Rồi, cô tu nữ thì rất thích ta. Từ thời gian xin của chúng ta đã kết
Alo. Gì đâu. Ê tê.